Các bạn đang theo dõi truyện trên kênh truyện Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 159 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Vâng cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 159 của bộ truyện này. Trong giới tu hành cửu châu, Tuy hai thứ công huân và chiến công chỉ là dùng hình thức con số để thể hiện trong ân ký chiến trường của tu sĩ, nhưng lại có thể giúp tu sĩ thu hoạch được rất nhiều tài phú mang tính thực tế, dù là loại nào đối với tu sĩ đều rất quan trọng. Phương thức đạt được công huân đại khái có ba loại. Một là giết địch, hai là bán đồ cho thiên cơ bảo hố. Mặt khác, chính là thời điểm ở Linh Khê Cảnh, trấn thủ sứ trong trụ sở Phát Lương trừ cái đó ra thì không có nhiều đường tắt khác. Nhưng nguồn gốc của chiến công, ngoài trừ giết địch ở một số trường hợp đặc thù ra, sẽ càng thêm đa dạng hóa. Ví dụ như lần trước trong bí cảnh vạn thú vực, chỉ dựa vào giết địch, thật ra lục dịp không có bao nhiêu chiến công, có thể dẫn dắt đám người bàn đại hải giải quyết ngọn nguồn nguy cơ của vạn thú vực, là để cho bọn hắn có được đại chiến công. Cho nên, để đạt được chiến công, không đơn giản chỉ có giết địch, còn có thể thông qua hoàn thành một ít sự kiện đặc biệt để đạt được, hơn nữa số lượng đạt được so với đơn thuần giết địch còn nhiều hơn. So ra, chiến công càng quan trọng hơn, bởi vì chiến công có thể trực tiếp mua linh ký, công huân thì không được. Công huân mà có thể đổi lấy linh ký thì chỉ có thể tham dự đấu giá linh ký. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều tu sĩ vân hạ cảnh ưa thích tìm kiếm các loại bí cảnh tham dự vân hà chiến trường linh khê chiến trường có rất nhiều truyền thừa mà vân hà chiến trường thì lại có nhiều bí cảnh cái trước có thể khiến cho các tu sĩ đạt được cơ sở kiên cố cái sau có thể để cho tu sĩ nhanh chóng trưởng thành kể từ đó tu sĩ cường đại trong giới tu hành cửu châu có thể đời đời ra đời từ khi tiến vào chiến trường vân hà cho tới nay lục dịp chỉ từng tiến vào một bí cảnh là vạn thú vực thứ nhất là thời gian hắn tiến vào vân hà chiến trường ngắn ngủi thứ hai là những nơi hắn đi qua không nhiều hơn nữa có một số bí cảnh cần thời gian đặc biệt mới mở ra nhưng không có nghĩa là số lượng bí cảnh trong chiến trường vân hà rất ít nếu thật sự muốn đi vào bí cảnh bình quân mỗi tháng tu sĩ đều có cơ hội đi một lần trong đó có rất nhiều bí cảnh đều có chiến công như vậy, các tu sĩ có thể thông qua những bí cảnh này đạt được chiến công, sau đó đi đổi linh ký. Tuy làm như vậy vất vả, nguy hiểm một chút, nhưng vẫn tốt hơn là chờ đợi trời ban linh ký hoặc là tu hành ở một số linh địa phẩm chất không cao. Lần trước, sau khi lục dịp nhận được không ít chiến công trong bí cảnh vạn thú vực, đổi lấy một ít linh ký, chiến công cũng chỉ còn lại 56 điểm. Từ đó về sau vẫn luôn không phát sinh biến hóa hiện giờ 56 điểm chiến công đã biến thành 576 điểm. Nói cách khác, tăng thêm 520 điểm. Vậy là có thể đổi được 2 đến 3 linh ký màu trắng. Lục Diệp lập tức hiểu ra, thư hắn đạt được khi giết những trùng tộc, không phải công huân mà là chiến công. Điều này làm cho hắn có chút mừng rỡ. Nói một cách tương đối, chiến công chắc chắn hữu dụng hơn chút hơn nữa, hôm nay hắn cũng không thiếu loại vật như công huân. tính toán một chút, so sánh con số chiến công đạt được với thực lực của những trùng tộc, không khác gì đạt được công huân. Ví dụ như, khi giết một tu sĩ Vân Hà tầng 5, lục diệp có thể nhận được 40 điểm công huân. Như vậy giết một trùng tộc tương đương với Vân Hà tầng 5, có thể nhận được 40 điểm chiến công. Cho nên, mười mấy con trùng tộc vừa rồi, tương đương với Vân Hà mới công hiến cho hắn 520 điểm công huân. Trong lòng lục dịp phấn chấn, đồng thời cũng càng thêm cảnh giác. Bởi vì một khi chuyện này liên quan đến chiến công cũng sẽ không quá đơn giản. Các tu sĩ trên chiến trường Vân Hà từng tổng kết ra một quy luật. Bí cảnh có chiến công còn hung hiểm hơn những bí cảnh khác nhiều. Mặc dù nơi lục diệp tiến vào lần này không phải là bí cảnh gì, mà là thận cảnh, nhưng từ manh mối để lộ ra ở các nơi, thần cảnh này chắc chắn không phải là một nơi tốt lành. Dù là bây giờ hắn có được thực lực có thể so với chân hồ cảnh, cũng chưa chắc có thể đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Lục diệt thu hồi tạp niệm trong lòng vẫn duy trì cảnh giác. Trên sàn nhà lầu 2 đầy xác côn trùng, máu màu xanh biếc, nhuộm sàn nhà thành màu xanh biếc, mùi vị gây mũi tràn ngập không khí có một cái giường, nhìn qua dường như là nơi nghỉ ngơi, nhưng mà giống như ở lầu một, không thấy bóng dáng ai. Hơn nữa từ trao bụi chồng chất trong góc phòng có thể nhìn ra, dường như đã thật lâu không có người ở. Tuy nói trong thần cảnh gặp phải trùng tộc đã là chuyện bình thường, dừng rốt cuộc nơi này là địa phương nào, lục dịp lại không hề có manh mối. Không gian lầu 2 cũng không lớn, Nhìn qua một cái là thấy được hết Có một cửa sổ gỗ Giờ phút này đang mở rộng ra Có lẽ những trùng tộc kia Bay vào từ cửa sổ này Lục Diệp đang muốn nhích người Đi đóng cửa sổ Bỗng một tiếng va chạm vang lên Trong phòng tối sầm Một bóng dáng như một con ngáy con Từ ngoài cửa sổ bò lên Đầu hình tam giác thò vào trong cửa sổ Hai con mắt kép màu xám lục Đã đảo qua bóng dáng của Lục Diệp lại có thêm một trùng tộc bọ ngựa. Hơn nữa trùng tộc này còn mang đến cho lục diệp một cảm giác nguy hiểm hơn trùng tộc mà hắn đã giết lúc trước nhiều. Có thể là trùng hợp, cũng có thể là khi tức vừa rồi khi hắn xuất thủ đã hấp dẫn nó đến. Ngay khi vừa nhìn thấy lục diệp, con trùng tộc này đã lập tức vọt vào từ cửa sổ, múa may hai thanh đao, giống như một binh tu tinh thông đao thuật cuốn lên một cơn bão giết chóc trong gian phòng nho nhỏ bàn sơn đao vung lên ánh đao lập lòe lục diệp đã chiến đấu với trùng tộc này tiếng đinh đinh đan đan vang lên bên tai không dứt linh lực khuấy động khiến cho gian phòng trở nên hỗn độn đột nhiên có được lực lượng có thể so với chân hồ cảnh lục diệp còn có chút không quen thuộc lắm dù sao bản thân hắn cũng chỉ là một vân hạ tầng năm cho nên trước khi hoàn toàn quen thuộc lực lượng này hắn không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Trùng tộc bỗng nhiên giết ra thật sự mạnh hơn rất nhiều. Ít nhất, nó đã huy động thanh cương đao vô cùng cứng rắn, có thể ngăn cản được nhát chém của bàn sơn đao. Đây tuyệt đối là một con trùng tộc chân hồ cảnh. Lục Diệp rất tò mò nếu như hắn giết chết trùng tộc này, chiến công thu được sẽ tính toán dựa theo thực lực chân hồ cảnh hiện giờ của hắn, hay là dựa vào tu vi vân hạ cảnh tầng năm. Nếu là cái sau, vậy lợi ích một đầu trùng tộc này có thể mang đến hơi nhiều. Trong phương thức tính toán công huân, công huân đại biểu cho tu sĩ chân hồ cảnh cơ sở là 100 điểm, tu vi tăng lên mỗi một tầng nhỏ thì tăng lên 100 điểm. Nói cách khác, công huân đại biểu chân hồ cảnh tầng 1 là 100 điểm, chân hồ cảnh tầng 2 là 200 điểm, còn chân hồ cảnh tầng 9 đó là trọn vẹn 900 điểm công huân đỡ vân hạ cảnh tầng 5 chém giết một chân hạ cảnh tầng 1, vượt qua 5 tầng nhỏ, vậy công huân nhận được sẽ là gấp 6 lần, 600 điểm công huân. Chiến công cũng tương ứng như vậy. 600 điểm công huân có thể đổi lấy một linh ký màu xanh lục. Hơn nữa, đây là tính toán theo chân hồ cảnh tầng 1. Con trùng tộc trước mắt này, xác suất lớn, không chỉ là thực lực chân hồ cảnh tầng 1. Thực lực của nó càng mạnh, chỗ tốt có thể đạt được khi chém giết nó càng lớn hơn, hơn nữa là hình thức gia tăng gấp bội. Đủ loại ý niệm chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó lại lập tức biến mất. Đục dịp không suy nghĩ quá nhiều, thân hình nhanh nhẹn xê dịch trong gian phòng, ngăn cản nhát chém như cuồng phong bạo vũ của đối phương. Trong không gian nhỏ hẹp, hắn vội vàng giao thủ, khiến hắn càng thành thạo nắm giữ trạng thái của bản thân thời diệp trùng tộc trước mắt dơ cao hai đao lục diệp gia trì phong hành linh văn thân hình nhanh như chớp đột tiến vào trong vòng một trượng trên bàn sơn đao hiện ra hào quang mặt ngoài đao đen kịt hiện ra đường vân cực kỳ phức tạp gia trì phong duệ linh văn hai đao bén nhọn hạ xuống đâm thẳng tới sau lưng của lục diệp nhưng mà nó lại đâm vào không khí sát bên người hắn tiếng vang phù phù truyền ra bàn sơn đao đã đâm vào ngực của con bọ ngựa. Khoảnh khắc thúc giục hào thứ linh văn, thân thể trùng tộc chấn động mạnh, trong miệng phát ra tiếng rít ngắn ngủi. Một thanh đao khác bổ xuống, lục diệp lập tức rút ra, nhanh chóng lùi bước. Bàn sơn đao mang theo máu tươi xanh biếc gây mũi rơi xuống sàn nhà. Trùng tộc bọ ngựa bị trọng thương, thân thể ngã trái ngã phải, huy động hai thanh đao theo bản năng. Trong tiếng ầm ầm vang, vách tường lầu 2 bị phá vỡ, ván gỗ tán loạn từ trên trời rơi xuống, khói bụi nổi lên khắp nơi. Chờ khi bụi bặm lắng xuống, trùng tộc kia đã chết. Lục Diệp lại không có tâm tình đi kiểm tra sự thay đổi của chiến công, nhưng hắn chỉ trố mắt nhìn lên bầu trời phương xa. Bầu trời như nứt ra xuất hiện một lỗ thủng thật lớn. Trong lỗ thủng dường như dâu diếm một thế giới khác giờ này khắc này đang có lượng lớn trùng tộc gian chúc ra khỏi lỗ thủng rơi xuống thế giới này những trùng tộc kia có hình thái khác nhau có rất nhiều loại lục dịp đã từng nhìn thấy bên trong thận cảnh cũng có rất nhiều loại chưa từng thấy qua chung giống như mèo ngửi đục mùi cá từ không gian không biết tên tràn vào nơi này lục dịp không quan sát quá lâu chỉ vội vàng nhìn thoáng qua sau đó thu hồi ánh mắt dẫu địa khiếp sợ và rất nhiều điều khó hiểu trong lòng, vẻ mặt trở nên ngân trọng. Trước đó, hắn vẫn luôn trong phòng, không rõ ràng tình huống bên ngoài ra sao. Nhưng khi hắn đánh một trận với trùng tộc chân hồ cảnh, dẫn đến vách tường lầu 2 bị đánh nát, tình huống bên ngoài đã lọt vào trong mắt. Trong tầm mắt, một con đường, hai bên đường phố, tường dãy nhà có chút quen mắt nối dài không dứt. Rất nhiều phòng ốc đều sụp đổ, trên đường phố trong đống đổ nát rất nhiều trùng tộc muôn hình muôn vẻ bay múa bò động đếm mãi không hết hiển nhiên động tỉnh đột phát bên này đã kinh động đến những trùng tộc đó lúc lục dịp nhìn thấy bọn chúng bọn chúng cũng thấy lục dịp âm thanh vỗ cánh vang lên trùng tộc dương cánh bay múa còn có từng con nhìn như chó săn nhưng mặt ngoài thân thể lại có giáp sát sau lưng đuôi dài mảnh trong miệng có răng nanh bén nhọn thân hình mạnh mẽ, lướt tới bên này với tốc độ cực nhanh. Tình huống không xong rồi. Ban đầu khi hắn xuất hiện trong căn phòng này, còn tưởng rằng nơi này rất an toàn. Nhưng đi lên lầu 2 mới biết, trong an toàn ẩn giấu một ít nguy hiểm. Mà đến giờ phút này, rốt cuộc hắn đã thấy được chân tướng. An toàn mà hắn nghĩ hoàn toàn không tồn tại. Bốn phương tám hướng, tất cả đều có đủ loại trùng tộc. Lúc trước hắn không chú ý đến, một là vì những trùng tộc này không có đồng tĩnh quá lớn. Hai là bởi vì hắn dùng một loại hình chiếu và thần hồn xuất khiếu để tới đây. Cảm giác còn chưa khôi phục, cho nên không phát hiện ra tình huống bên ngoài, thậm chí là trùng tộc ở lầu 2. Âm thanh sột soạt truyền ra. Trong tầm mắt có số lượng đông đảo trùng tộc nhào đến bên này. Giờ phút này muốn thúc giục ẩn nặc và liễn tức linh văn đã không còn kịp lục diệp lập tức phi thân lên chuẩn bị trốn chạy về một hướng khác nhưng mới bay lên không quá mười trượng trên người bỗng sinh ra một loại cảm giác như núi lớn đè nặng để hắn không thể bay lên vị trí cao hơn trong chốc lát lục diệp dở khóc dở cười hắn trong linh địa hồi thiên cốc từng lấy đại trận cấm không đối phó với những tu sĩ vạn ma lĩnh kia làm cho tu sĩ vạn ma lĩnh tập kích nhiều lần bị áp chế không ngờ hôm nay hắn lại bị cấm không đại trận áp chế. Đây đúng là nhân quả tuần hoàng. Mặc dù không biết rốt cuộc đây là đâu, nhưng hiển nhiên là nơi có cấm không đại trận. Bay trên không 10 trượng đã là cực hạn rồi, không có khả năng bay tới vị trí cao hơn. Bị trì hoãn một chút, những trùng tộc kia cách vị trí của hắn càng gần, miệng gào thét, tiếng vỗ cánh không ngừng truyền vào trong tay. Lục Diệp đã thoát ra khỏi lầu 2, bay vút qua một phương hướng khác. Quan sát xung quanh, cảm giác quen thuộc khó hiểu một lần nữa nổi lên trong lòng. Hình như nơi này là một thành trì. Tuy nhìn không thấy quá xa, nhưng ở nơi tầm nhìn có thể thấy được, vẫn có thể thấy từng con đường quy hoạch chỉnh tề. Hai bên đường phố từng gian phòng ốc đứng sừng sững. Rất nhiều phòng ốc đều bị trùng tộc phá hủy, thành tường đổ cũng có phòng ốc còn hoàn hảo không tổn hao. căn phòng hắn xuất hiện trước đó rõ ràng là một gian trong đó. lúc đầu cho rằng đó là một nơi an toàn, kết quả không phải. dường như trong chảo dầu bị rắc một nắm muối. ngay khi thân ảnh của lục diệp hiển lộ, đám trùng tộc trong một mảnh khu vực to lớn đã sôi rào, từ khắp mọi nơi bọc đánh về lục diệp, trong đó không thiếu một số trùng tộc có khí tức cường đại trên bàn sơn đao bốc lên ánh sáng màu đỏ rực lục diệp thúc giục cảm giác đến cực hạn cố gắng tránh đi một phương hướng tồn tại khi tức cường đại giết ra một con đường máu từ trong vòng vây trùng điệp ánh đao không ngừng chớp động thường con trùng tộc bổ nhào tới trước người máu xanh rơi vãi sinh cơ tiêu tán dọc đường đi qua cũng lên một mảnh gió tanh mưa máu trong lúc chạy trốn lục diệp cũng phát hiện một vài chuyện kỳ quái ví dụ như cảm giác của hắn mạnh mẽ hơn so với trước đây, rõ ràng hơn rất nhiều. Trước kia, khi hắn thôi động cảm giác ra xung quanh, chỉ có thể sinh ra một ít cảm ứng mơ hồ, hơn nữa phạm vi cũng chỉ có khoảng 10 trượng. Nhưng hiện nay hắn thôi động cảm giác, thoang cái phạm vi đã mở rộng đến mấy chục trượng. Hơn nữa loại cảm ứng này cũng không còn mơ hồ. Rất nhiều tin tức bên ngoài truyền tới có thể xuất hiện rõ ràng ở trong đầu loại biến hóa này hẳn là có quan hệ với phương thức thần hồn xuất khiếu. Trước kia bị nhục thân trói buộc, cho nên tuy thần hồn của mình cường đại, nhưng không có biện pháp phát huy ra toàn bộ lực lượng. Trước mắt, không có tầng trói buộc này, lực lượng thần hồn có thể thể hiện ra toàn bộ. Cảm giác trở nên rõ ràng, rất nhiều phản hồi hiện ra trong đầu, đã có một chút dấu hiệu thần niệm. Ngoài ra, linh văn hắn tạo dựng Hình như cũng không giống với bình thường. Nhưng lúc này khi đang chạy trốn, Lục Diệp cũng không rảnh mà suy nghĩ đến những thứ đó, chỉ có thể đè đủ loại nghi hoặc trong lòng xuống. Số lượng trùng tộc trong tòa thành trì này rất lớn, gần như mỗi một góc đều tràn ngập các loại trùng tộc có hình thái, thực lực không đồng nhất. Mặc dù Lục Diệp có thể trốn được nhất thời, nhưng hắn không thể nào trốn mãi như vậy được. Thời gian trôi qua, tình cảnh của hắn càng thêm không ổn bởi vì những trùng tộc cường đại bị hắn tránh né đuổi theo hắn không tha như thể muốn đuổi tận giết tuyệt hắn dẫn đến hắn chạy càng xa số lượng trùng tộc cường đại đuổi theo hắn lại càng nhiều nếu như là trong thần cảnh trước kia lục diệp cũng không có quá nhiều lo lắng cùng lắm thì chết lần sau tiến vào vẫn là một hảo hán nhưng hôm nay lục diệp không có chút đầu mối nào về tình huống của thận cảnh ai biết được người chết ở chỗ này có phải thật sự đã chết hay không. Cho nên dù chỉ có một chút khả năng, lục dịp cũng không dám buông lỏng. Đang chạy trốn, không trùng phía trước bỗng xuất hiện một con trùng tộc ụt ịt, toàn thân hình tròn. Hình ảnh trùng tộc này mượt mà, có bốn chân, nhìn qua giống như một nam tử béo đầu trọc. Con trùng tộc này không có cánh, lục dịp cũng không biết nó bay lên kiểu gì, nhưng hắn lại cảm thấy nó vô cùng nguy hiểm ngay khoảnh khắc nó xuất hiện trong tầm mắt trong lòng lục diệp đã sinh ra báo động lúc này lục diệp muốn thay đổi phương hướng nhưng đã muộn trùng tộc kia há mồm phun ra một sợi dây nhỏ óng ánh sáng long lanh ngay sau đó đã hóa thành một tấm lưới lớn bao phủ một khu vực to lớn lục diệp không thể tránh thoát bị tấm lưới này bao phủ chặt chẽ cả người mất đi kiểm soát rơi thẳng xuống đất tấm lưới lớn xuất hiện một cách khó hiểu không chỉ đơn thuần có hiệu quả trói buộc mà lục diệp còn rõ ràng cảm giác thiên phú thụ trong cơ thể mình có động tĩnh dị thường không có thời gian điều tra nhưng khi thiên phú thụ có dị thường có nghĩa là hắn đã trúng kịch độc nói cách khác tấm lưới này là có độc đổi lại bất kỳ chân hồ cảnh nào gặp phải loại chuyện này cho dù có thể thoát khỏi trói buộc của tấm lưới lớn thì kịch độc cũng đủ làm cho đối phương mất đi năng lực hành động thậm chí là độc chết đối phương. Nhưng loại độc này cho tới bây giờ vẫn không có tác dụng với lục dịp. Lục dịp còn chưa kịp đáp xuống mặt đất, ánh đào sắc bén đã xuất hiện ở xung quanh, hăng thoát ra từ trong lưới, trong lúc vội vàng ổn định thân hình, đang tiếp tục chạy trốn. Nhưng mà đúng lúc này trên đỉnh đầu, chi chít bóng đen đã che đậy bầu trời, là những trùng tộc đuổi theo không bỏ, chỉ chút trì hoãn này đã khiến cho hắn lâm vào cục diện cực kỳ bị động. Từng con trùng tộc bao vây, trên trời dưới đất chợt như nêm cối, trốn không thoát. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, lục diệp đã cầm đao đánh giết về một phương hướng, chiến đấu với trùng tộc ở hướng đó. Kiếp sống đào vong ngắn ngủi khiến hắn hiểu được, trong một hoàn cảnh quỷ dị như vậy, không có bất kỳ chỗ nào an toàn. Mặc kệ chạy trốn tới nơi đâu đều có trùng tộc truy sát. Cho nên, nếu muốn sống sót chỉ có một biện pháp, đuổi tận giết tuyệt trùng tộc trong tầm mắt, như vậy hắn mới có cơ hội thở dốc. Nhưng điều này chắc chắn rất khó khăn. Tất cả trùng tộc về quanh hắn đều có thực lực chân hồ cảnh, số lượng ít nhất là mấy chục con, đặc biệt là trùng tộc béo mập cho hắn cảm giác nguy hiểm nhất. Hơn nữa khi đánh nhau, không biết liệu có hấp dẫn càng nhiều trùng tộc khác tới hay không. Dựa theo thế cuộc quan sát được trước kia, loại tình huống này rất có thể sẽ phát sinh. Nhưng lục dịp không thể ngồi chờ chết như vậy được. Hắn phải thử nghiệm xem nếu chết ở chỗ này sẽ có hậu quả gì. Cho nên hắn chỉ có một lựa chọn. Trước kia, mặc kệ gặp phải tình huống nguy hiểm ra sao, bên cạnh hắn luôn có hổ phách, luôn có y y. Nhưng lần này là người cô đơn chân chính, y y và hổ phách không có ở đây. Hắn không thể mượn nhờ bất kỳ ngoại lực nào Tất nhiên vì thoát khỏi trói buộc của thân thể mà thực lực đạt đến trình độ chân hồ cảnh, nhưng kẻ địch phải đối mặt cũng càng mạnh mẽ hơn. Lần này e rằng lành ít dữ nhiều. Trong đại chiến, không ngừng có trùng tộc bị chém giết. Thân hình của lục diệp ở trong chiến trường thoải mái di chuyển, đào quang của bàn sơn đao đang xen ngang dọc. Mặc dù có không ít ân oán với Hạ Lương, nhưng vào giờ khắc này trong lòng lục diệp lại rất cảm kích hắn. Bởi vì ở hồ tiên cốc, Hạ Lương đã dạy cho hắn tâm nhãn bí thuật. Trong lúc đơn đã độc đấu với địch, tâm nhãn bí thuật có thể phát huy ra hiệu quả không quá rõ ràng. Nhưng trong hoàn cảnh lấy một địch nhiều, xung quanh đều là địch này, tâm nhãn bí thuật có thể phát huy ra tác dụng rất mạnh. Rất nhiều lúc, lục dịp phải dựa vào tâm nhãn bí thuật mới có thể ngăn cản từng đạo công kích trí mạng. Nhưng dù vậy, cũng không làm nên chuyện gì. Tuy không ngừng có trùng tộc bị Lục Diệp chém giết, nhưng trùng tộc còn lại không hề sợ hãi, vẫn hung hãn không sợ chết mà phát động công kích hắn. Trên người Lục Diệp cũng không ngừng tăng thêm vết thương. Không có máu tươi chảy ra, nhưng thương thế mang đến rất nhiều ảnh hưởng, không khác gì tình huống bình thường. Rất nhiều thương thế để cho hắn cảm giác được đau đớn và tốc tiêu hao của bản thân. Lâu dần khắp nơi trên chiến trường đều là tàn thi của trùng tộc. Thế công của lục diệp dần dần yếu đi. Sắp đến cực hạn rồi, không khỏi lại nghĩ tới vấn đề là mình băng khoăn. Nếu chết ở chỗ này, có thể thật sự chết hay không? Nếu đúng, y y và hổ phách cũng không có cách nào sống sót. Hổ phách và mình kết mệnh nguyên chi thuật, tính mạng gắn bó. Y y và hổ phách là quan hệ cộng sinh, có thể nói tính mạng một người một hổ một linh đã đang xen vào nhau. Thật là xin lỗi hai người nha. Lúc nhìn cánh cửa thứ hai, Lục Diệp đã biết, thế giới trong cánh cửa này vô cùng nguy hiểm. Nhưng dựa vào kinh nghiệm trước kia, hắn vẫn luôn có một loại ý nghĩ, ý vào việc trong thần cảnh sẽ không chết thật. Lúc này mới đẩy cửa bước vào. Nhưng chỗ dựa mà hắn ỷ vào chỉ là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo kết quả là thành ra như bây giờ. Phía trước, lực trùng kích cực lớn đánh tới. Lục Diệp bị một trùng tộc có hình thể như chó săn tông vải bay lên trên. Khoảnh khắc này, tầm mắt của Lục Diệp trở nên có chút mơ hồ. Cũng chính là trong nháy mắt này, một vệt hồng quang lóe lên rồi biến mất trong tầm mắt. Hồng quang thoáng qua kia, là khiến cho Lục Diệp sinh ra cảm giác quen thuộc khác thường thời khắc sinh tử dường như thời gian ngừng trôi trong đầu lục dịp xẹt qua rất nhiều suy nghĩ nhanh như tia chớp lúc này hắn nhớ tới Rốt cuộc cảm giác quen thuộc kia là gì hồng quan kia trước kia hắn đã từng thấy không thể nào sao lại vậy nếu như chuyện này đúng như hắn nghĩ vậy cũng quá không thể tưởng rồi nhưng mặc kệ chuyện này có phải như hắn nghĩ hay không đều cần phải đi nghiệm chứng một phen nếu thật sự là vậy hắn chưa chắc không có cơ hội sống sót. Khi lục diệp bay lên không trung, rất nhiều trùng tộc ở bốn phương tám hướng cũng lao tới, nghìn đón bọn chúng là một nhát chém màu đỏ hình bán nguyệt. Quy năng của một đao này cường đại hơn bất cứ lúc nào trước đây, là một đao mạnh nhất mà lục diệp chém ra từ khi hắn tu hành cho tới nay. Mấy trùng tộc bị phanh thây tại chỗ, nhiều trùng tộc bị đánh bay ra ngoài. Lục diệp rơi xuống đất, lập tức gia trì phong hành lên hai chân, giết về hồng quang vừa nhìn thấy. Sau hơn 10 hơi thở, lục dịp kéo theo thân thể tràn đầy vết thương, giết ra khỏi vòng vây, đưa mắt nhìn. Ở cách đó không xa, trước một tòa kiến trúc treo một cái đèn lồng đỏ rực. Hồng quang mà hắn nhìn thấy chính là màu sắc bao phủ của đèn lồng này. Trong thành trì đổ nát, khắp nơi đều đổ nát thê lương. Rất nhiều nơi đã thành một vùng phế tích, nhưng ở trong phế tích như vậy, mơ hồ có thể thấy cảnh phồn hoa năm xưa của tòa thành trì này. Cửa ra vào cũng không treo nhiều đèn lồng đỏ, giờ khắc này, tòa kiến trúc này đã trở thành cộng rơm cứu mạng của lục dịp. Nếu như tất cả đều đúng như hắn nghĩ, như vậy có lẽ còn có sinh cơ. Nhưng nếu như hắn nghĩ sai, vậy hắn thật sự chỉ có thể chờ chết. Trong thời khắc sinh tử tồn vong, lục diệp bộc phát ra tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay, đánh giết rất nhiều trùng tộc vây quanh, đánh thẳng về phía tòa kiến trúc kia. Trùng tộc đuổi theo sau lưng không ngừng, hùng nhất là trùng tộc béo mập. Khoảng cách mấy chục trượng thoáng cái đã tới, lục diệp xông vào bên trong kiến trúc kia, lập tức đóng cửa. Vừa mới làm xong những thứ này liền có âm thanh ầm ầm từ bên ngoài truyền đến. Là những trùng tộc chưa chết đuổi giết tới, Chúng điên cuồng công kích tòa kiến trúc này Lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi Đánh vào ván gỗ Và chạm chấn động Chuyện ly kỳ đã xảy ra Cho dù thực lực những trùng tộc Có thể so với chân hồ cảnh này Làm thế nào Cho dù toàn bộ kiến trúc đều đang lung lay Ván gỗ kẻo kẹt Cũng không thể nào phá hư kiến trúc này Giống như có một loại sức mạnh Vô hình to lớn Bảo vệ tòa kiến trúc này Khiến nó vĩnh biển không bị hư hao Đột diệt vốn còn đang chống đỡ sau cánh cửa, sợ trùng tộc liều chết tiến vào. Nhưng sau khi phát hiện tính chất lạ kỳ của kiến trúc này, hắn buông lỏng hai tay, từ từ lùi về sau. Theo lý, không có hắn chống ván cửa, trùng tộc bên ngoài sẽ dễ dàng phá cửa mà tràn vào. Nhưng trên thực tế, cho dù hai cánh cửa bị công kích mà điên cuồng chấn động, cũng không hề có dấu hiệu bị mở ra. Bên tai truyền đến tiếng hí tức giận của những trùng tộc, còn có động tĩnh kiến trúc phụ cận sụp đổ. Chỉ có một tòa nhà này là vững như thành đồng. Lục dịp thở dài một hơi, tâm tình khẩn trương đã bình tĩnh lại, nhưng trong lòng lại càng có nhiều điều khó hiểu. Tình huống giống như hắn nghĩ, vậy thì nơi này thật sự là chỗ kia sao? Thế nhưng, tại sao hắn lại tiến vào nơi đây? Bên ngoài kiến trúc, tường trùng tộc mãnh liệt công kích một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi tán đi tóm lại trí tuệ của trùng tộc cũng thiếu hụt thậm chí có thể nói trùng tộc không có bao nhiêu linh trí phần lớn chúng làm việc dựa vào bản năng lục dịp trốn vào trong kiến trúc không cách nào bị phá hư này chúng nó không thấy được bóng dáng địch nhân cũng không ngửi được khí tức của địch nhân thoáng cái đã quên lục dịp trong phòng lục dịp cảm giác khí tức cường đại xung quanh đang rời đi cho đến khi tất cả trùng tộc đuổi giết tới đều biến mất, lúc này hắn mới chính thức trầm tĩnh. Sự mệt mỏi vô cùng ập đến, khiến cho người ta buồn ngủ. Vết thương trên người cũng truyền ra cảm giác đau đớn, khó chịu hơn bình thường. Đây là trải nghiệm chưa bao giờ trải qua trong thần cảnh. Theo như suy đoán của hắn, trạng thái hiện nay của hắn là ở trên cơ sở hình chiếu và thần hồn xuất hiếu. Trận đại chiến vừa rồi khiến hắn tiêu hao thật nhiều. Cũng không biết có thể khôi phục bản thân bằng cách nuốt linh đan hay không. Chuyện này thử một chút sẽ biết. Lục dịp lấy ra một ít linh đan từ trong những trữ vật, nhét vào trong miệng, sau đó yên lặng luyện hóa. Kết quả khiến hắn bất ngờ lại có thể hữu dụng. Khi dược dụ hiệu của linh đan được luyện hóa, lực lượng tiêu hao trong cơ thể đang chậm chậm khôi phục. Hắn lập tức khoanh chân ngồi, vừa khôi phục vừa suy nghĩ tình cảnh trước mặt thông qua một ít quan sát khi trốn vào trong, cùng với nghiệm chứng cuối cùng khi xông vào tòa kiến trúc này, Lục Diệp đã có thể xác định nơi hắn đến là một bí cảnh mà trước kia hắn đã từng tới. Tiên Nguyên Thành Tiên Nguyên Thành là một bí cảnh ở chiến trường Linh Khê. Lúc trước hắn tiến vào nơi đây chỉ có tu vi Linh Khê tầng 8. Cách này đã một hai năm. Mặc dù thời gian trôi qua cũng lâu rồi, nhưng ký ức của hắn về nơi này vẫn còn mới mẻ bởi vì chính là ở chỗ này hắn lấy được mấy bình tẩy hồn thủy để cho thần hồn bản thân mình trở nên khỏe mạnh cường đại thậm chí có thể nói sau đó hắn có thể được nhiều chỗ tốt trong bách trận tháp như vậy cũng có liên quan trực tiếp tới tẩy hồn thủy hơn nữa đủ loại kinh nghiệm bên trong tiên nguyên thành cũng khiến lục dịp khó mà quên thời điểm trước khi tiến vào nơi này hắn thân cô thế cô nhưng mà dựa vào bản lĩnh của hổ phách có thể chuyển hóa u linh lại ở chỗ này lăn lộn như cá gặp nước lưu tam bảo ham đánh bạc nữ thì bà thích nghe người ta khen ngợi trên thực tế thư sinh không hề có tài văn chương đồ tể cầm thanh dịch cốt đao trong tay được xưng là thầy bói vô song thực ra là người mù có một thân bắp thịt gồ ghề đi bói toán đều từng người trở thành trướng linh của hổ phách chính là dựa vào những trướng linh đặc thù này lục dịp mới có thể thay đổi kết cục đối kháng của tu sĩ hai đại trần doanh ở nơi đây lúc trước tu sĩ vạn ma lĩnh tiến vào nơi này gần như bị đuổi tận giết tuyệt cuối cùng chỉ có mấy con cá lọt lưới may mắn còn sống sót lúc trước khi lục dịp tiến vào tiên nguyên thành hắn cũng không suy nghĩ nhiều chỉ coi đây là một bí cảnh để rèn luyện bản thân mình hơn nữa hắn còn chiếm được không ít chỗ tốt trong bí cảnh này nhưng hôm nay xem ra nơi này không đơn thuần là một bí cảnh, dường như còn cất giấu bí mật khác. Điều khiến hắn không khỏi nhớ tới, nữ tử Hồng Y ngồi trên xích đu, còn có thành chủ tiên nguyên thành. Khi ấy, Lục Diệp chỉ cảm thấy hai người này là tồn tại mà tu sĩ Linh Khê Cảnh tuyệt đối không thể chống lại được. Bọn họ xuất hiện bên trong bí cảnh của tu sĩ Linh Khê Cảnh lịch lãm, thật sự khiến cho người ta khó hiểu. Cũng may, hai người này không quát ý với các tu sĩ tiến vào lịch lãm. Nếu không, lúc ấy tất cả tu sĩ đều không có sức chống lại. Địa phương tầng thứ hai của thần cảnh lại là tiên nguyên thành. Điều này khiến cho lục diệp rất nghi hoặc, nghĩ mãi vẫn không rõ tại sao. Sợ dị hắn phán đoán nơi này là tiên nguyên thành. Một là vì trên đường trốn đi, hắn có loại cảm giác quen thuộc. Dù sao hắn cũng đã tới nơi này, đi lại chốn cũ, dĩ nhiên sẽ có cảm giác quen thuộc. Nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là cửa ra vào treo đèn lồng đỏ. Lúc trước khi tiến vào bí cảnh tiên nguyên thành, ngoài tu sĩ trận doanh đối địch, địch nhân của các tu sĩ là đám tiên nguyên vệ rải rác trong thành. Thực lực của những tiên nguyên vệ này không tầm thường, nhất là những đội trưởng, mỗi người đều vô cùng cường đại. Đối với tiên nguyên thành mà nói tu sĩ là kẻ xâm nhập từ bên ngoài đến tiên nguyên vệ tuần tra xung quanh một khi phát hiện tung tích của tu sĩ sẽ lập tức ra tay bắt bọn họ nhốt vào địa lao bình thường những người bị nhốt vào địa lao đều không có kết cục tốt đẹp ít có tu sĩ có thể thoát khỏi sự truy kích của tiên nguyên vệ nhưng các tu sĩ có thể trốn vào trong những tòa kiến trúc treo đèn lồng đỏ bởi vì tiên nguyên vệ không có cách nào đi vào những kiến trúc treo đèn lồng Lúc trước, Lục Diệp đã từng làm vậy, bị tiên nguyên vệ đuổi theo đến cùng đường mạc lộ, sau đó trốn vào trong một tòa kiến trúc, thoát khỏi sự đuổi giết của tiên nguyên vệ. Kết quả đụng trúng Lưu Tam Bảo ham đánh bạc trong kiến trúc. Đó cũng là người đầu tiên hộ phách thu phục được ở trong này. Lịch sử lặp lại tương tự đến kinh người. Lần đầu tiên Lục Diệp đến Tiên Nguyên Thành, hắn đã mượn nhờ kiến trúc đặc thù này để thoát khỏi sự truy sát của tiên nguyên vệ. Bây giờ lần thứ hai tiến vào vẫn là mượn nhờ kiến trúc đặc thù này để thoát khỏi sự đuổi giết của trùng tộc. Những kiến trúc đặc thù này giống như được ban cho lực lượng che chở đặc thù, không thể bị phá hủy, không thể bị phá hư, để tu sĩ có thể có được một nơi tránh gió trong lúc nguy nan. Đương nhiên, chỉ dựa vào những thứ này để phán đoán, nơi này là tiên nguyên thành, ít nhiều cũng có chút võ đoán, nhưng lục diệp cảm thấy tám chín phần mười là vậy khả năng rất lớn nơi này chính là tiên nguyên thành không nói đến lý do vì sao tầng thứ hai của thần cảnh lại có cả tiên nguyên thành tình huống bây giờ rõ ràng là tiên nguyên thành đã bị trùng tộc công chiếm ngẫm lại cũng đúng mặc dù thực lực những tiên nguyên vệ ở tiên nguyên thành không có tệ nhưng cuối cùng chỉ tương đương với linh khê cảnh Tuy rằng sau khi tiến vào, lục dịp cũng gặp phải trùng tộc có linh khê cảnh, nhưng cũng có chân hồ cảnh, vân hà cảnh. Ngược lại là không đụng phải trùng tộc thần hải cảnh. Nhưng lục dịp nhớ tới lỗ thủng khổng lồ trên bầu trời lúc trước hắn nhìn thấy. Chưa chắc trùng tộc thần hải cảnh không tồn tại. Chỉ là hắn may mắn không gặp phải mà thôi. Trùng tộc như vậy với thực lực của tiên nguyên vệ thì sao có thể ngăn cản? E rằng cho dù là nữ tử áo đỏ và thành chủ thoạt nhìn sâu không lường được lúc trước, cũng không thể ngăn cản được. Linh thể cũng sẽ chết. Nhờ tới lưu tam bảo và rất nhiều linh thể, tâm tình lục dịp ảm đạm. Mặc kệ nói ra sao, lúc trước những tên kia đã giúp hắn rất nhiều, e là bây giờ cũng đã tan thành mây khói. Mặc dù khó hiểu tại sao lại đi tới thiên nguyên thành lần nữa, tình cảnh cũng cực kỳ nguy hiểm nhưng đây cũng là một cơ hội khó có. Nơi này có tẩy hồn trì, trong tẩy hồn trì có tẩy hồn thủy. Đó là bảo vật mà cả các đại tu thần hải cảnh đều đỏ mắt, trừ bí cảnh tương tự tiên nguyên thành ra, không có cách nào thu hoạch, dù là thiên cơ bảo khố cũng không bán. Lần trước, lục dịp lấy được không ít tẩy hồn thủy từ nơi này. Hắn đã dùng rất nhiều, khiến thần hồn của hắn vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới, chia chát một ít. Bây giờ chỉ còn lại nửa bình dự phòng Nhưng loại bản vật này ai sẽ chê nhiều Nghĩ đến tẩy hồn thủy Lục diệp nhất định phải đi tẩy hồn trì trước Đó là vị trí phủ thành chủ Ngay tại trung tâm tiên nguyên thành Lục diệp không biết Dựa vào thực lực hiện giờ của hắn Có thể làm được việc này hay không Nhưng nếu cơ hội bày ra trước mặt Cũng nên thử một chút mới được Nếu có thể thành công Vậy thì có thể phát đạt Lúc trước sợ dĩ hắn không thể thu hoạch nhiều tẩy hồn thủy là bởi vì thời gian có hạn. Thành chủ tiên nguyên thành chỉ cho hắn chút thời gian mà thôi. Hôm nay, xác suất lớn, thành chủ đã không còn. Chỉ cần hắn có thể đến tẩy hồn trì, buông lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, lại không có hạn chế. Nói không chừng, còn có thể mang đi toàn bộ tẩy hồn trì. Nghĩ tới đây, tâm tư của lục diệp trở nên nóng bỏng, tuy rằng chuyện lần này có chút mơ hồ nhưng nói không chừng là trong họa có phúc trong đầu lục diệp có rất nhiều suy nghĩ không ngừng dâng lên hắn đang tiếp tục tu hành chữa thương nhưng điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ là cho dù hắn dùng bao nhiêu linh đan vẫn không thể xua tan cảm giác mệt mỏi này hơn nữa vết thương trên người cũng không có dấu hiệu khép nghĩ lại lục diệp đã hiểu hiện nay hắn giống như thần hồn xuất hiếu nên nói chính xác hơn là linh thể. Tuy không biết vì nguyên nhân gì mà hắn lại có thể nuốt linh đan để bổ sung linh lực bị tiêu hao, nhưng mà lực lượng thần hồn tiêu hao trong đại chiến khi trước cũng không phải là chuyện có thể bổ sung trở về được ngay. Nhất là trên người hắn có rất nhiều vết thương, đây là thương thế trên linh thể, không có quan hệ với thân thể cường đại hay không. Tất cả linh đan nuốt vào không có bất kỳ tác dụng gì đối với việc khôi phục thương thế và tinh thần thủ đoạn bình thường không thể khôi phục thương thế của linh thể, cần tu dưỡng trong thời gian dài. Cụ thể mất bao lâu thì không thể xác định được. Tuy trốn ở chỗ này sẽ an toàn, nhưng lục diệp cũng không thể ở chỗ này quá lâu. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một bình ngọc từ trong không gian trữ vật. Trong bình là nửa bình tẩy hồn thủy cuối cùng. Hắn chỉ còn lại chưa tới 10 giọt tẩy hồn thủy. Đây vốn là hắn lưu lại dùng cho lúc khẩn cấp nhưng mà tình cảnh này cũng không thể để ý nhiều. Hắn mở miệng bình ra, mùi thơm ngát của tẩy hồn thủy phiêu đảng ra ngoài, bay vào chóp mũi. Tinh thần lục diệp chấn động, dù như mệt mỏi do bản thân gây ra, cũng tiêu tán rất nhiều. Điều này khiến hắn càng thêm xác định. Với tình huống bây giờ của hắn, tẩy hồn thủy là liều thuốc tốt nhất. Không dám dùng quá nhiều, chỉ lấy một giọt nuốt vào. Cảm giác ôn hòa lập tức tràn ngập toàn thân, mệt mỏi của thể xác và tinh thần tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể thấy ngay cả thương thế trên người cũng đang nhanh chóng khôi phục quả nhiên tẩy hồn thủy có công hiệu khôi phục cực kỳ rõ rệt đối với thương thế của linh thể lục dịp lại an tâm ngồi ngay ngắn một canh giờ đến khi hoàn toàn khôi phục lúc này hắn mới đứng dậy đi tới cửa xuyên qua khe hở của cánh cửa nhìn ra ngoài phần lớn những trùng tộc đuổi giết mình trước đó đều biến mất. Trên đường phố chỉ có mấy trùng tộc du đảng không mục đích, đối với hắn thì uy hiếp không lớn. Đã muốn đi phủ thành chủ, vậy việc cần làm trước mặt là xác định vị trí của mình. Nhưng mà trước đó có một số chuyện lục Diệp muốn xác nhận lại. Lúc trước khi đại chiến với trùng tộc, hắn cảm giác một chút dị thường, nhưng lúc đó vội vàng chạy trối chết, không có thời gian nghiệm chứng hiện giờ có tòa kiến trúc đặc thù này làm chỗ dựa cho dù gặp phải nguy hiểm lục diệp cũng có thể trốn về tránh né cho nên hắn rất muốn biết một ít dị thường trước đó hắn cảm nhận được có phải giống như hắn đang nghĩ hay không nếu là thật có lẽ hắn có thể thi triển ra một ít thủ đoạn ngày thường thi triển không được rút thời gian kiểm tra ân ký chiến trường của mình một chút phát hiện con số chiến công đã biến thành hơn ba 000 Tuyệt con số này rất lớn nhưng không tính là nhiều. Phải biết rằng trước đó hắn đã giết không ít trùng tộc, trong đó không thiếu trùng tộc chân hồ cảnh. Như vậy xem ra phương thức tính toán chiến công là lấy thực lực chân hồ cảnh bây giờ làm cơ sở tính toán. Cho nên dù chấm giết trùng tộc chân hồ cảnh cũng sẽ không lấy được quá nhiều chiến công. Điều này khiến Lục Diệp có chút thất vọng. Nếu như chiến công của hắn dùng căn cơ tu vi vân hà tầng 5 để tính toán, Vậy thì chiến công mà hắn có thể đạt được trong trận đại chiến lúc trước chắc chắn sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nhưng nghĩ lại, có thể đạt được chiến công ở chỗ này đã là thu hoạch ngoài ý muốn, còn có cái gì không đủ. Đương nhiên là hơn 3.000 chiến công đúng là không nhiều lắm, nhưng cũng có thể đổi được hai linh ký màu lam. Hơn nữa, lúc này mới vừa bắt đầu, đều kế hoạch của hắn có thể thực hiện được tất nhiên chiến công sau này đạt được sẽ càng ngày càng nhiều. Nói không chừng sau lần này có thể đổi được rất nhiều linh ký màu vàng, để thu vi bản thân lại tăng lên một chút. Lục Diệp đẩy cửa ra, lập tức tạo dựng ẩn nặc và liễm tức linh văn ẩn nấp thân hình. Một chút động tĩnh kinh động đến mấy con trùng tộc, nhưng mà sau khi quay đầu lại thấy không có gì. Mấy con trùng tộc này không chú ý nữa, tiếp tục du đảng xung quanh hình dáng của trùng tộc thiên kỳ bách quái một số trùng tộc có thể đối ứng với hình thái của yêu thú thoạt nhìn không khác gì yêu thú nhưng trên thực tế chúng không phải là yêu thú cũng có một vài trùng tộc có hình thái đặc biệt là loại hình thái hoàn toàn vi phạm lẽ thường nhưng không ngoại lệ tất cả trùng tộc đều có một điểm giống nhau đó chính là trên người sẽ bao trùm giáp sát dày hơn nữa máu của chúng còn có màu xanh biếc trùng tộc càng cường đại, giáp sát phòng hộ càng kiên cố. Cho nên, giết trùng tộc là một kỹ thuật sống, cần cố gắng công kích những vị trí không có giáp sát phòng hộ. Như vậy mới có thể tạo thành sát thương hữu hiệu. Lục Diệp đã rèn luyện nhiều lần trong thần cảnh, hắn nắm rõ nhược điểm của các loại trùng tộc như lòng bàn tay. Mục tiêu lần này của hắn là một con trùng tộc trông giống như con rết. Trên lưng là từng mảnh giáp sát màu trắng nối chặt chẽ, nhìn giống như là xương trắng hơn 100 đôi chân di động truyền ra tiếng vang dày đặc những thứ lục dịp muốn nghiệm chứng này không phức tạp nhưng để đảm bảo kết quả chuẩn xác hắn không lập tức tấn công trùng tộc mà lặng lặng ẩn nấp chờ đợi qua một lúc lâu trùng tộc rết mới an ổn yên tĩnh nằm trong một tòa kiến trúc phế tích không nhúc nhích lục dịp lặng yên tới gần cho đến khi chỉ còn cách trùng tộc 3 trượng thì mới dừng bầu không khí yên tĩnh bỗng bị phá vỡ. Ngay khi lực lượng quanh thân lục dịp bắt đầu khởi động, trùng tộc rết này cũng ý thức được điều không ổn. Nhưng mà nó chưa kịp có phản ứng, không gian trước mặt bỗng vạn vẹo. Mơ hồ có một đồ vật giống như mũi tên lóe lên rồi biến mất, hùng hăng đụng vào trong đầu rết. Trong phút chốc, trùng tộc rết như bị trọng thương, thân thể dài mười trượng kịch liệt vạn vẹo. Trong miệng truyền ra tiếng hí thê lương bóng dáng lục diệp hiển lộ ra bàn sơn đao đã ra khỏi vỏ thừa diệp trùng tộc giải dụa chém xuống một đao máu tươi xanh biếc chảy ra đầu khổng lồ bay lên một trùng tộc có thể so với chân hồ cảnh cứ thế mà mất mạng lục diệp bình tĩnh hiển lộ nhưng trong mắt là có vẻ mừng rỡ bởi vì hắn phát hiện thứ mình cảm nhận được trước đó không phải là ảo giác mà là thật Trước đó, trong lúc chạy trốn, thời điểm đại chiến với những trùng tộc kia hắn thường gia trì phong vệ linh văn trên bàn sơn đao. Lúc đó hắn đã sinh ra một chút cảm giác cổ quái. Bởi vì phong vệ linh văn trở nên không giống với bình thường. Trước kia, cần gia trì phong vệ linh linh khí, có thể để linh khí trở nên càng thêm sắc bén. Đương nhiên, cũng có thể gia trì ở địa phương khác, nhưng dù vậy, đều cần một vật dẫn mới có thể phát huy ra tác dụng. Nhưng trong tiên nguyên thành, thi triển ra phong vệ linh văn dường như không cần vật dẫn. Lúc trước, Lục Diệp đã ý thức được một chuyện. Đạo linh văn này được linh lực thúc giục xây dựng, đó chính là linh văn đơn thuần. Nhưng lực lượng mà hắn thúc giục hiện nay không chỉ có linh lực, mà còn có lực lượng thần hồn. Mà dùng lực lượng thần hồn thúc giục linh văn, đó là thần văn. Cho nên, phong duệ không cần vật dẫn. Bởi vì dùng lực lượng thần hồn xây dựng nên thần văn, bản thân nó đã là một loại thủ đoạn giết địch. Lục Diệp muốn nghiệm chứng thứ này, sự thật chứng minh, cảm giác của hắn không sai. Trong hoàn cảnh này, hắn dùng lực lượng thần hồn xây dựng nên, đúng là thần văn có thể trực tiếp giết địch. Hình dạng của mũi tên lóe lên rồi biến mất kia, chính là hình dạng mà phong vệ thần văn thể hiện ra. Mà so với trảm kích của bàn sơn đao, loại sát thương thần hồn này đối với trùng tộc càng mãnh liệt hơn. Đây là thần hồn công kích, mà khuyết điểm lớn nhất của trùng tộc chính là linh trí thấp cho nên đối mặt với loại thần hồn công kích này, hoàn toàn không có bao nhiêu lực lượng phòng ngự. Khi mũi tên do phong duệ thần văn hóa thành đâm vào trong đầu, cũng tạo thành tổn thương cực lớn đối với linh trí vốn đã bạc nhược của nó. Loại đã kích bỗng xuất hiện này giống như thần hồn bị xé rách. Giáp sát dày bao trùm bên ngoài thân nó, đối mặt với loại công kích vô hình vô ảnh này, nó không có cách nào cung cấp một chút phòng hộ nào Bình thường, dù lục diệp có thể giết chết trùng tộc này, thì cũng phải tốn một chút thủ đoạn. Thế nhưng, dưới sự trợ giúp của phong duệ thần văn, hắn chỉ dùng một đao đã có thể giết chết. Lục diệp nghiệm chứng được suy nghĩ trong lòng, lập tức vấn chấn. Trong hoàn cảnh như vậy, công kích của thần văn ở những nơi thế này có thể tạo được hiệu quả không tưởng. Nếu hắn biết được điều này trước, thì có lẽ sẽ không bị đuổi giết chật vật như vậy nhưng trước khi nghiệm chứng, sau hắn dám tùy tiện làm được? Lúc đó hắn đang vội vàng chạy trối chết, bất kỳ sơ sẩy nào cũng có thể vạn kiếp bất phục. Nói cho cùng, hắn chỉ là vân hà tầng năm, cho dù bây giờ có thực lực chân hồ cảnh, cũng còn lâu mới tới lúc tiếp xúc với lực lượng thần hồn. Đó là thủ đoạn mà các đại tu thần hải cảnh mới có thể thi triển. Nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt này, Lục Diệp đã sớm nắm giữ vốn liếng của đại tu thần hải cảnh hắn không khỏi là nhớ tới lúc trước vân phu nhân đã nói qua một câu loại tồn tại như chiến văn sư tuy trước thần hải cảnh hơi khó chơi nhưng nó lại thể hiện phong cách chiến đấu nhiều hơn bởi vì trong quá trình chiến đấu chiến văn sư có thể thúc giục các loại linh văn tính chất khác nhau để cho đối thủ cảm thụ được hiểm ác của nhân gian mà sau thần hải cảnh chiến văn sư không chỉ đơn giản là khó chơi rất nhiều thời điểm có khả năng ngay cả chết mà đối phương cũng không biết đã chết ra sao. Nói tóm lại, sau thần hải cảnh, một chiến văn sư xuất sắc có thể phát huy ra thực lực mạnh xa hơn thần hải cảnh bình thường, uy hiếp lớn hơn. Trì cứu nguyên nhân cũng bởi vì chiến văn sư ở thần hải cảnh có thể thi triển ra thần văn, hóa thành đủ loại thần hồn công kích. Tuy những thần hải cảnh khác cũng có thủ đoạn như vậy, nhưng sao có thể quỷ quyệt hay thay đổi giống như chiến văn sư? lấy lực lượng thần hồn thúc giục phong duệ thần văn thể hiện ra sát thương cường đại. Dị thường bên này cũng kinh động đến trùng tộc khác đang du đảng ở gần đó, liền nhau nhau tụ lại bên này. Lục dị sách bàn sơn đao chạy nhanh tới nghênh đóng một con trùng tộc gần nhất. Sau khi hắn tập kích, lại thúc giục giống chiến văn sư lần nữa. Giữa không gian vàng vẹo, vật có hình dáng giống như mũi tên kia lại lấy lên rồi biến mất. Trùng tộc kia còn chưa tới gần lục dịp, bỗng ngã trên đất, không ngừng hí vang. Chờ đến khi lục dịp vọt đến gần nó, nó hoàn toàn không ý thức được nguy cơ đang tiến lại gần. Bạn Sơn Đao lướt tới là một con trùng tộc khác bị chém chết. Cũng không phải tất cả linh văn đều thích hợp dụng lực lượng thần hồn thúc dục Dù phòng vệ, ngự thủ là có thể. Một cái có thể hóa thành thần hồn công kích. Một cái có thể hóa thành thần hồn bình chướng ngăn cản thần hồn người khác công kích. Nhưng linh văn như nhật chiếu, huyết nhiễm phong hành, dù là lấy lực lượng thần hồn thúc dục cũng không có hiệu quả đặc biệt. Nhưng mà các loại linh văn như trọng áp, hào thứ đều có thể hóa thành thần văn, hiệu quả có thể tạo thành cũng khác nhau. Trọng áp thần hồn có thể khiến cho trùng tộc sinh ra ảo giác, ý thức không chịu nổi gánh nặng. Thứ hào và phong dược gần giống nhau có thể tạo thành sát thương to lớn cho thần hồn của trùng tộc. Thận thần văn không có sát thương, nhưng có thể khiến cho trùng tộc lâm vào trong một ít huyển cảnh. Trên đường phố, lục dịp không ngừng thi triển ra các loại thần văn, thí nghiệm tác dụng của chúng, từng con trùng tộc cứ như thế mà mất mạng. Kết thúc tập 159 Bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.